Yes sir, đây là sau buổi sơ duyệt cuối cùng của bọn mình và ngày mai, sáng ngày mai sẽ là buổi tổng duyệt. Mình thấy các team sau khi duyệt xong bây giờ là 22:01, rất là đúng giờ nha. Các team vẫn đang ngồi lại họp bàn bạc ở đây để chuẩn bị có thể có một phần trình diễn tốt nhất. Ê, cho sự. Ngày 17. Ê, thực sự rất căng thẳng nha. Rất là căng thẳng nha mọi người nha. Đây. Không đùa được đâu. Mọi người đoán xem team nào sẽ nâng cúp vô địch của Showcase mùa đầu tiên và rất có thể là mùa nào nào mình ơi. Mình ơi. Let's go. Năm sau team nào sẽ là chủ nhà nào? Hot bài gì? Bây giờ xin không biết. Chả hot gì cả. Chả hot gì cả, cho tao quay chơi á. Ai cho tao lên thì ai cho tao lên này. Ui rồi anh ơi, anh quay vào đây này. Ui rồi vận chuyển bro này đấy. Ui rồi. Sao cô này cầm nhiều bánh này? Cầm nhiều bánh không phát cho ai cả. Anh ơi, anh lúc kép rồi. Thật sự luôn đấy.